Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với B2Vulca trong chuyên mục báo giá xe mới. Mở đầu video ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và may mắn tới toàn thể quý khách hàng. Trong nội dung video này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về dòng xe Honda City, một trong những dòng xe bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam, đồng thời cập nhật chi tiết giá lăn bánh các phiên bản Honda City G, L, RS trong tháng này xem có thay đổi gì so với những tháng trước đó. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại và thủ tục trả góp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng bán hàng theo từng khu vực để được hỗ trợ tốt nhất. Năm 1981, Honda City lần đầu tiên xuất hiện và phân phối tại các thị trường Nhật Bản, Úc và châu Âu. Hơn 10 năm sau, City bị khai tử khỏi danh mục sản phẩm của hãng. Tuy nhiên, mẫu xe này nhanh chóng được hồi sinh vào năm 1996 với mục tiêu hướng tới các thị trường nước Đông Nam Á. Năm 2013, Honda City chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam. Giữa năm 2017, phiên bản nâng cấp mới của Honda City cập nhật rất nhiều cải tiến về công nghệ, mang đến sự trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Đến cuối năm 2020, Honda Việt Nam tiếp tục đưa về thế hệ mới nhất là Honda City. Đây hiện là một trong những mẫu sedan hạng B ăn khách nhất tại Việt Nam và không ít lần góp mặt trong danh sách top 10 ô tô bán chạy của tháng. Kết thúc năm 2021, với việc bán thành công 9.745 xe, Honda City là mẫu xe hiếm hoi ghi nhận doanh số tăng trưởng, tăng tới 74%, đồng thời trở thành sản phẩm mang tính xương sống của Honda Việt Nam, vượt qua loạt đối thủ nặng ký như Hyundai Accent, Toyota Vios. Chiến binh nhà Honda đã ấp chọn giải thưởng xe gầm thấp cỡ B năm 2021 do báo điện tử VN Express tổ chức. Thế hệ thứ 5 của Honda City chính thức trình làng ngày 9 tháng 12 năm 2020 với thông điệp mạnh mẽ trải lối thành công. Cùng với đó, Honda City All New mang những giá trị nổi bật như thể thao cá tính, tiện nghi hiện đại, vận hành mạnh mẽ, an tâm cầm lái. Xe tiếp tục được lắp ráp và phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm RS, L, G. Honda City 2022 có 6 màu tùy chọn ngoại thất bao gồm trắng ngà tinh tế, ghi bạc thời trang, đen ánh độc tôn, titan mạnh mẽ, đỏ cá tính và xanh đậm cá tính. Dưới đây là giá xe của Honda City vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Như vậy, Honda City G là phiên bản rẻ nhất, niêm yết mức giá 529 triệu, phiên bản cao cấp nhất là Honda City RS. Hiện tại, Honda City vẫn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tính cho đến hết ngày 31 tháng 5. Bên cạnh số tiền gần 600 triệu bỏ ra để mua Honda City 2022, khách hàng sẽ cần phải trả thêm các chi phí để xe ra biển và lăn bánh, trong đó có thể kể đến như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất. Sau đây là mức giá lăn bánh của Honda City G tạm tính tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Tiếp theo đó, với mức giá niêm yết 569 triệu, sau đây sẽ là bảng giá lăn bánh của Honda City L tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Và cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Honda City tại Việt Nam, Honda City RS có mức giá niêm yết là 599 triệu đồng. Như vậy, mức giá lăn bánh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác của phiên bản Honda City RS ra sao? Mời quý anh chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhìn trên bảng. Quý anh chị và các bạn lưu ý, mức giá lăn bánh tạm tính ở trên được tính theo mức giá niêm yết của các phiên bản Honda City RS 599 triệu, Honda City L 569 triệu, Honda City G 529 triệu, chưa tính mức giảm thuế trước bạ 50% cũng như chưa trừ khuyến mại. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại và thủ tục trả góp, quý anh chị và các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline theo từng vùng miền để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn. Đừng quên đăng ký kênh. Chúng tôi sẽ trở lại với những video chi tiết về các mẫu xe tại thị trường Việt Nam.